Xin chào bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn là bộ đôi chiếc Ford Everest 7 chỗ biturbo màu đỏ bốc đô. Đây màu đỏ bốc đô và đây là màu đen. Hiện tại thì Everest biturbo có giá niêm yết là 1.399.000.000 và chúng tôi thì đang giảm giá đến 80 triệu đồng tiền mặt. Chúng ta cùng khám phá qua về chiếc Ford Everest biturbo này. Đây là màu đen này. Hiện tại thì giảm giá đến 80 triệu. Cùng khám phá qua về cái nội thất của cái dòng xe này. Ford Everest biturbo được trang bị động cơ 2.0 lít turbo tăng áp, màn hình cam lùi, chìa khóa thông minh, khởi động start stop. Hộp số 10 cấp, cửa sổ trời, ghế da, ghế điện và rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích. Có tất cả là 8 màu, màu đen, màu đỏ này, màu trắng, màu xám, màu bạc, màu xanh thiên thanh, màu ghi vàng. Vâng, rất là nhiều màu. Ghế hàng ghế thứ hai có thể gập được, hàng ghế thứ ba gập điện và tạo thành một phẳng rất là rộng. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Hiện tại chúng tôi đang giảm giá lên đến 80 triệu. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.